Để cho em đi hết pin. Oh, my bản à? Alo, thầy có nghe thấy em không? Yes, I can hear you loud and clear. Hello Nguyên Hạnh, hello Thắm, hello Kiều Anh. Rồi, bạn thấy khối lượng bài tập mà mình đưa về, các bạn thấy có nhiều không? Nhiều. Nhiều á? Nhiều mức nào? Em nói Chỉ nhiều do bản năng thôi. Ta là thứ mấy nhỉ? Thứ năm và thứ ba, thứ năm đúng không? Rồi. Thì cái dạng bài tập nhé, mình sẽ linh hoạt đúng không ạ, để các bạn có thể làm mà không bị, tức là nó không bị kiểu máy móc quá, bị chán quá ấy. Ví dụ bài tập TOEIC thì nó có nhiều dạng lắm, nhưng mà ta sẽ kiểu có những cái bài tập mà nó sao ta, ý là nó ra ngoài cái vòng vòng luẩn quẩn của các dạng mà bài liên quan đến ngữ pháp cho lấy quá nhiều rồi, cái game đủ kiểu để các bạn có thể làm tăng cái vốn từ cũng như là cái vốn ngữ pháp rồi nghe hiểu đủ kiểu nữa. Nhưng trước hết nhé, ta sẽ đi vào thì trang xem nào. Lớp mình chưa vào đủ nhỉ, còn những bạn muộn đến 10 phút cơ mà. Rồi, đây là cái hành trình của tao hôm nay này. Hành trình của tao hôm nay đầu tiên là ta sẽ chữ bản tập nhé, chữ bản tập. Tại vì mình thấy là gì ạ, các bạn có những cái phản hồi đó là gì, các bạn không nghe được nhiều câu đúng không, có nhiều câu mà các bạn, nhiều từ nhiều câu mà các bạn thế là không nghe rõ được. Hôm nay ta sẽ tìm cách tháo gỡ. Rồi, trước tiên để nghe được đúng không, thì làm sao ạ, bạn phải biết từ đúng không ạ. Rồi, biết từ nhá, mà biết từ cái này đúng không ạ, thì nó sẽ gồm những bước như những cái như sau. Đầu tiên đấy, nhận diện được phát âm này. Qua đang mở cái gì nhỉ? Mở cái. Alo. Bạn Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy đang chỉnh cái tai nghe đúng không? Thủy nghe thấy nó không nhỉ? Hay vẫn chưa nghe? Em nghe được ạ. Ừ, nhưng mà bên em nó hơi bị, tức là em cái chắc là cái cổng cắm ấy nó bị rè. Nên là khi mà bật lên thì nó sẽ bị dè, khiến cả lớp bị ồn ấy. Cảm thấy là có không? Bỏ ra đi. Nghe được chưa? Nghe ổn không? Được rồi ạ. Ừ, đó. Em vẫn nghe Đấy. được ạ. Ừ, nhưng bên em thì nó bị dè với cái phần 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 mic ấy. Nên là cẩn thận phần đấy nhá. Khi mà em tắt nó không bị dè, nhưng mà bật lên là bị dè đấy. Dương Tiến Đạt. Tiến Đạt chưa khỏi Covid à? Hôm nay Covid làm sao rồi em? Hôm nay tình sức khỏe là thế nào rồi? Hôm nay còn sốt không? Còn ho gì không? Cứ gõ ra nhé. Rồi. Được rồi, Tiến Đạt có thể comment, có thể nhắn riêng thầy nhá. Không sao. Thầy đang nói dở vậy. Ok, ho đau họng đúng không? Ok. Rồi. Mặc ấm vào nhá. Và uống những cái gì, trà nó nóng ấy. Trà gừng nóng rồi những cái đấy cho nó ấy dần đi. Nó ấm ở trong thì bên ngoài đương nhiên là nó sẽ đỡ hơn. Hiện phát âm nhé. Thứ hai là đương nhiên các bạn nhớ được nghĩa nhá, nhớ được không, không phải không nhớ được nghĩa nhá, mà là nhớ được cái gì ạ, mà là đây quan trọng nhất này là nhớ được cái spelling của nó. Đấy, cái spelling tức là sao, tức là ví dụ một cái từ school nó có bao nhiêu gì ạ, chữ cái đúng không nhỉ, một chữ L hai chữ L, một chữ O hai chữ O, thì đó là cái spelling của nó. Rồi, cái tiếp theo quan trọng nhất này ở đây này là các bạn phải áp dụng đúng không ạ? Áp dụng được từ trong gì ạ? Câu ngữ cảnh đó, phát âm này, cái spelling và áp dụng được từ, đó là cái mà để gì ạ, là mới gọi là biết từ nhá, còn mới chỉ có được nghe được từ thôi này và những spelling thôi ấy, thì đương nhiên là vẫn chưa gọi là biết từ đâu đúng nhá, đó là bước biết từ này. Rồi, thế bây giờ tiếp kia nhá, ta cứ đi mà ta chữa trước, sau đấy là tí nữa thì mình sẽ quay lại để cho các bạn những công cụ này cũng như là các bước mình hay làm để có thể là biết từ. Nhưng bây giờ ta sẽ check cái file cái homework trước nhé, bạn lấy cái phần homework các bạn làm ra đi, ta sẽ cùng nhau check.
Nào, thì mình share cái ấy trước. Share cái đây. À, bây giờ vào rồi này. Ồ, bảo 10 phút, đúng 10 phút thật này. Ok. Ủa, sao đã nhớ là đang đây rồi mình. Ok, here we go. Here we go. Step. Test one. Now sharing. Here we go. Rồi, đây là cái phần đầu tiên đúng không? Các bạn nhìn thấy là gì ạ? Cái test, actual test number one của ta. Đây. Nào, Thanh Thủy nào, Ma Liên nào. Ma Liên vừa ấy rồi này. Vũ Ngà, bạn Vũ Ngà ơi, bật cam cho hộ thầy cái. Thu Giang nữa. Hay là các bạn bật cam rồi mà lại nó tín hiệu kém nhỉ? Dạ, em vẫn bật cam mà thấy. Ừ, phải chắc là do bên thầy mạng yếu. Rồi, nào. Đấy, ok. Hello Hoàng Nghị. Welcome back. Okay. Lạnh quá, trợ giảng, mất năng lượng. Bây giờ vào chào thấy chào anh em gì, buồn. Phải là hello everyone. Nói cảm nhỏ, mê lại. Em vừa đi. Dạ, em vừa đi ship hàng cho mẹ em về ạ. Úi dồi. Hơi lạnh. Con buồn. Con buồn kinh hỉu quá. Đúng rồi, ở đây qua là con buồn thì lập tức kết bạn với anh Nghị. Có gì anh truyền lại kinh nghiệm cho. Nào, với năm bộ hoàn này các bạn có thể thấy, theo các bạn nghĩ thì cái này, ở đây người ta sẽ tả người hay tả vật nào? Đáp án các bạn chọn trong cái file nghe là cái gì? Có nghe được không? Tám người ạ. Thế nào, chứ mạnh dạn nói nhá, không sao cả. Nào, ai nghĩ là tại đây tả người nào? Em nghĩ đây là tả người ạ. Rồi, em nghĩ tả người. Thu ra nghĩ tả người này. Nguyên Hạnh nghĩ tả người à? Ai? Dạ vâng ạ. Rồi, đúng không? Các bạn nghe được, nếu các bạn nghe rõ tả người thì tốt thôi. Nào, các bạn khác hay sao? Tiến Đạt thì sao? Thám thì sao? Nghĩ thế nào? Tiến Đạt. Thẳng người ạ. Rồi. Có thẳng người là vì đã bán rồi. Thì ở đây mình đang muốn các bạn hình thành cái phản xạ là các bạn có thể okay, có thể comment vào nhé. Vừa nói vừa comment trong chat nhé. Thẳng người đúng không? Rồi. Được rồi. Nếu các bạn đồng ý thế tao nghe thôi. Không phải này. Ta sẽ nghe xem nào. Đây. Here we go. Now. This audio program has been produced by test will last approximately in your test book. Part 1. Directions. Then, find the number of the question on your answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your... Now, listen to the four statements. A. They're moving some furniture. B. They're entering a meeting room. Statement C. They're sitting at... And mark it on your answer sheet. Now, part one will begin. Number one. Look at the picture marked number one in your test book. A. He's parking a truck. B. He's lifting some furniture. C. He's starting an engine. D. He's driving a car. Okay. Rồi, đầu tiên bạn chủ xác định chủ ngữ trong trường hợp này nó là he rồi này, không phải bàn cãi nữa này. Bây giờ như vậy bây giờ đúng không? Là gì ạ? Là ta sẽ xác định cái thì của động từ. Đúng không? Thì động từ ở đây đơn giản là gì ạ? Thì gì đấy ạ? Nếu mà he đương nhiên nó là thì gì rồi.
Chủ ngữ là người thì gì? Hai thì? Tiếp diễn. And? Đơn. Rồi, ở đây cả bốn đáp án đúng không? Thì các bạn đều thấy là he is doing something rồi. Đúng không? Đấy, all four đều là, đúng không? Đều là he is doing. For he is doing something. Bây giờ ta sẽ kiểm tra từng cái một xem là he is doing something what. Now, part one will begin. Number one. Look at the picture marked number one in your test book. A. He's parking a truck. All right. Kiều Anh, what do you hear? Em nghe là he's parking a truck. He's parking a truck. Right. Nào, parking a truck như vậy, đây có phải đáp án không? No. Yes. Không ạ. No. All right. No. All right. Check the next one. B. He's lifting some furniture. Okay, Hong Phương, tell me, what did you hear? He's lifting some furniture. Rồi, không biết là mạng bên thầy hay là mạng bên Hồng Phương đang bị lag đây. Các bạn nghe thầy nói không? Vẫn nghe được thầy nói đâu. Rồi, như vậy là Hồng Phương bên kia đang hơi lag. Rồi, bạn nói là gì ạ? Là he's lifting some furniture. He's lifting some furniture. Rồi, nào. Đáp án này ai chọn nào? Ai chọn đáp án này là đúng nào? Em ạ. Em ạ. Nào, bây giờ thế này đi. Các bạn cứ gì ạ? Với mỗi câu mà mình đã gì ạ? Mỗi câu mà mình điểm qua đúng không? Mỗi câu mà ta làm ấy, các bạn hãy cho mình thấy cái đáp án mà các bạn chọn ở trong cái chat luôn. Các bạn có thể raise hand cũng được, okay. Như Xuân Lực là raise hand này. Wow, thì các bạn raise hand xong là các bạn có thể trả lời. Sau đây ta sẽ cùng nhau check xem là như nào. Đó, còn ví dụ bạn thầy có câu nào nhé, các bạn đánh dấu có câu nào, câu 1, câu 2 gì đấy mà các bạn nghe không rõ câu nào đấy đúng không ạ? Các bạn hãy nói để mình làm sao, mình giải nghĩa cho bạn nhé. Ok, như vậy là đây. Nên 1B. Lương hữu nghĩa, ok. Hữu nghĩa là gì ạ? Ok, 1B. Thu ra cũng bi luôn. Right. Nào, trong câu bi này có từ nào các bạn không nghe được không? Đơn giản đúng không? He's lifting đúng không? Câu này. Các bạn đều nghe câu này. Thì đáp án đây là he's lifting. Đúng không? Lift. Nâng cái gì? Some furniture. Đúng không? Cái từ nào là furniture. Furniture. He's lifting some furniture. And cái từ... Bạn nhớ là cái từ furniture này nhé. Nó không có dạng số kiểu số như là S đâu. Đúng không? Mà nó chỉ chung tất cả các loại cái bàn ghế giường tủ thứ trong nhà ấy, nó gọi là nội thất đúng không, thì nó sẽ không đi riêng lẻ ra là mấy món đồ thứ nhá. Đó, nhớ là gì? Sau này là đừng có thêm s thứ vào furniture thứ này. Đấy, lip furniture. Nào C. He's starting an engine. Rồi, vì không có nhiều thời gian nên ta sẽ không chữa từng đáp án một ở trong cái câu nữa nhé. D. He's driving a car. Trừ phim mà có cụm từ nào đấy nó hay hay là mình muốn các bạn phải chú ý, mình sẽ luôn nốt lại. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. Some curtains have been closed. B. Some jackets have been laid on a chair. C. Some people are gathered around a desk. D. Someone is turning on a lamp. Right. Now, what is the answer here? And why? What did you hear? Ví dụ nào đây mình muốn là Lê Sang nào. Lê Sang nghe được gì không? Đáp án của Lê Sang là gì? Đáp án của em là some people... À, không, nói ấy thôi. Em có thể là nói đáp án thôi. Còn sau đấy thì mình... See. Ok, Lê Sang cho rằng là see. Nào, ở đây Xuân Lực nào. Xuân Lực nghe được câu see của câu gì đây? Thầy em chưa nghe hết câu nhưng mà em bắt được là some people around the desk, cái bàn nha, em chọn câu C. Ok, nhưng mà some people đúng không? Đó thì ở đây khả năng các bạn thấy là đây có cả tả người và tả vật đúng không nhỉ? Người ta bảo là áo khoác cũng kiểu này. Cũng nghe lại phần này một tí nhá. You're marked number 2 in your test book. A.
Some curtains have been closed. Nào, các bạn đã nghe câu này chưa? Anyone? No? Hoàng Hiền nghe được chưa? Bất cứ thứ gì luôn, không cần phải cả câu đâu. Anyone, any word you can hear. Dạ, cái gì em chỉ nghe được chủ ngữ thôi thầy ạ. Ok, chưa thấy Đạt có gì bổ sung không? Không ạ. No? Em theo stay, submit progress. À, không, 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 ý thầy là ở đây là em nghe từ gì ấy. Em không thể không bảo là đáp án cái nào là cái nào đâu. Em muốn bảo là em nghe đáp án gì chưa? Câu này em nghe được people are gì? Không, không, ý là ví dụ câu này nhá. Không phải đáp án mà nãy ta nói nhá. Mà câu này thì em nghe những từ gì đây? Ví dụ câu này. Ducks. Marked number 2 in your test book. Đây. A. Some curtains have been closed. Đó, câu đấy vừa rồi thì em nghe những từ gì? Some curtains. Em rồi. Nghe rõ. Curtain. Như vậy là các bạn nghe được chưa nghe rõ từ này đúng không? Nào các bạn có thể viết ra đáp án của mình nhé. Nếu các bạn nghe được đúng không? Các bạn viết ra đi để cho bạn khác xem thử xem. Thanh Thủy nào, Thanh Thủy này. Curtain have been closed. Okay, now write it down. Okay, here. Write it down. All right? Write your answer down. Rồi. Như vậy là ở đây các bạn nghe được đúng không? Cái từ gì? Là some. Some gì nhỉ? Some. Cứ viết ra đi. Curtain. Em không biết viết từ curtain. Được, mà chưa biết viết từ đấy thì các bạn khác sẽ viết hộ. Hữu nghĩa rồi, certain have been closed. Ôi giời, không nghe được, rồi, từ này. Close. Nào, chưa thấy có ai có cái. Rồi. Nào. Some custom have been closed. Custom là gì xong lực? Custom là ở đây là cái gì? Được, các bạn cứ đoán đi không sao nhá. Cách hàng ạ. Đó. Chưa biết từ nên là diện đang comment những từ mà nghe hơi là lạ tai đúng không? Rồi, Phu Giang là cotton. Ok. Rồi, cái từ này ở đây đúng không ạ? Đây kê của ta phải là some curtains. Này, curtains. Này, khi mà ở đây nói anh người ta nói curtains. Curtains. Này, curtains. Anh biết là curtains. Này, curtains. Curtains. Đó, người ta nuốt, đôi khi người ta lướt qua cái âm tờ luôn. Some curtains, okay, curtains have been closed. Đấy bạn nhé. Đấy, some curtains have been closed. Okay. B. Some jackets have been laid on a chair. All right. Now, anyone? Anyone? Bất cứ thứ gì luôn. Bất cứ thứ gì luôn. Đi thi TOEIC phải nghe bất cứ thứ gì. Some jackets have been laid on the chair. Ok, great job. Nào, viết ra hộ thầy nhá. Okay, write it down. Alright. Rồi, nào. Lại. Book. A. Some curtains have been closed. B. Some jackets have been laid on a chair. Okay, đúng không? Ở câu này người ta nói là some jackets, okay, have been laid on a chair. Đúng không? Some jackets. Jacket và facket nha. Jackets been laid on a chair, right? Nguyên Hạnh nghe chính xác này. Some jackets have been laid on a chair. Nói từ jackets, từ laid này. Các bạn còn nhớ là những từ laid mà dạng quá khứ từ của nó ta tra ở đâu chưa? Nhớ không? Ủa, mà mình đã share cái trang đấy cho lớp mình chưa nhỉ? Hay lớp khác vậy? Không nhớ nữa. Thầy đã share cho bạn cái trang nào để tra cái dạng này chưa? Rồi á. Trang nào vậy nhỉ? Trang nào? Hay là app nào? Rồi, tí nữa ta nói lại nhá. Không sao. Chắc một số bạn là sẽ chưa biết đâu. Rồi, tiếp theo nào. C. Some people are gathered around a desk. Rồi nào. Đây là câu mà các bạn mình đã bán đúng không? Ok. And what did you hear now? Đây. Ok. Thế anh nào? Thế anh, what about you? What did you hear? Thầy câu 2 em chọn C. Thế nhưng mà không, ý thầy đây là ví dụ cái câu mà em nghe được là gì ấy, tại sao lại chọn câu đấy? À, em nghe được some people around the desk. Rồi. Ở từ giữa thì chưa em nghĩ là xung quanh cái bàn thì em nghĩ là C. Rồi, đúng không? Mình nghe được là people này, around này, đúng không? Và desk. Giả sử này đi,
Bạn có thể nghe được là people around, đúng không? Around, dùng a desk cả đi. Rồi, các bạn nghĩ là từng này từ đã đủ, các bạn đi đến kết luận đáp án chưa? Some people are gathered, gathered around a desk. Có xem cái lê sang xem có động từ có gì sai không? Từ gather thì có cần cái chuẩn động từ không? Yeah. D. Some jackets have been laid on a chair. C. Some people are gathered around a desk. Anyone? Rồi. Nào. Rồi, ở đây nhá, cái từ gathered, đúng không? Gathered nó phải là có cái ed đằng sau nữa, đúng không? Around. Và cái từ desk, lấy sang nhá, từ desk ở đây không phải là desk kiểu đấy đâu, desk không phải thế này này. Đúng không? Không phải là hot mà phải là k. Not a, k. Đúng không? R. Gather. D. Someone is turning on a lamp. Bạn nghe gì ạ? Câu này thì sao? Thì sao? Thanh Thủy nào? Thanh Thủy nghe gì không? Không có. Okay. What is the answer? What is your answer here? Thầy mở lại đâu, em quên rồi. Oh, quên á? Some jackets have been laid on a chair. On a lamp. Around a desk. D. Someone is turning on a lamp. No. Someone is turning on a lamp. Hiểu câu nào? Là làm đoán từ thôi. Câu này nghĩa là có người đang bật đèn lên à? Ok. Thùy Trang thì nghe được gì? Bắt đầu Thùy Trang. Em không biết cái tin nhắn trong group chat. Em nghe là someone turning on the lamp. Ok. Của ta đây là someone. Yeah. Someone is turning on a lamp. Someone is turning on a lamp. Someone is turning on a lamp. Và đây, nếu mà someone thì không phải là không thể là a được nhá. Someone nó phải viết liền với nhau, hiểu không? Trong tiếng Anh các bạn nhớ là không có dạng này nhé. Đấy, không có dạng này đâu. Đúng không? Cũng không có dạng này. Nhá. Đó, và someone, somebody, no one, nobody, đúng không? Thì nó luôn luôn đi với dạng gì ạ? Là cái gì ạ? Số ít của nó là số ít. Is. Does. Đó, như vậy. Số ít của nó. Ok, tiếp theo nào. Go on to the next page. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. One of the women is reaching into her bag. B. The women are waiting in a line. C. The man is leading a tour group. D. The man is opening a cash register. All right. Okay, now, I want Vũ Ngà nào. Give me the answer here. Đã nghe đáp án này chưa đấy? Hay là chưa nghe được? Đã nghe được. Okay, what is your answer here? What do you think is the right one here? Em chọn đáp án B. B, okay. The woman is waiting in a line. Ok nào, nghe lại xem có phải là cái câu nó có phải như thế không nhé. Man is leading a tour group. D. The man is opening a cash register. Her bag. B. The women are waiting in. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. One of the women is reaching into her bag. B. The women are waiting in a line. Ok, các bạn nghe từ gì các bạn? Nghe câu gì? The
life. Woman is waiting on her life. Ai vừa nói vậy? Em ạ. À. Em nào? Raise hand xong rồi thứ rồi phải xưng quý tính đại danh chứ. Tôi bảo em ở đây còn em cả đâu có anh ở đâu. The women is waiting in a line. Nào các bạn xem thử đáp án xem nhé. Không phải là the women mà là is waiting là có vấn đề nhá. Đúng không? Ngữ pháp xem lại xem có phải là is waiting không? Đây là the woman is waiting in a line. Rồi. Rồi nào. Reaching into her bag. B. The women are waiting in a line. Đúng không? The women are waiting in a line. Chính xác. Đúng rồi. Well, the women are waiting in a line. Nào, ta nghe những đáp án khác xem nhé. Có từ gì hay không nhé. C. The man is leading a tour group. Nào, anh nghe câu này chưa? The man is leading a tour group. Hiểu câu này là thế nào? The man is leading a tour group. Kiểu như là một người đàn ông đang dẫn đầu một đoàn du lịch ạ. Một đoàn khách du lịch ạ. Uh-huh. The man is leading a tour group. Này đúng không? Câu này của ta là như vậy. Okay, the man is leading a tour group. Đúng không? Thì đây miêu tả một cái tour guide đúng không? Thì là he, the man is leading đúng không? Là gì? Cái nhóm khách, dẫn đầu nhóm khách. D nào? D. The man is opening a cash register. Rồi, đây có một số từ mà các bạn nên hay để ý này. Nó tả vật này. Câu này anh nghe chưa? Anyone? Nào, mời nào. Các bạn nào không? Giờ này có phải hơi im lặng. Ok. Nào Mai Liên nào. Em chỉ nghe thấy the man is opening. Còn cái sao em không nghe được. Em cũng không hiểu nó là gì. Alright. Now, anyone can add up. Add someone. The man is opening a cash register. Okay. Who are you? Who's talking? Who's talking? Nguyễn Hạnh. Okay. Good job. Em nói lại cả lớp ngay nào. Hoặc em gõ lại cho lớp xem nào. Ta tập gõ ra cho nó quen từ đi. Các bạn nghe nào. Okay, the man is. Các bạn ai có cái đáp án gì khác các bạn cứ gõ vào nhé. Đúng không? Thầy chưa bảo là Hạnh đúng hoàn toàn đâu. Mà gì ạ? Gõ ra xem thế nào. Okay, the man, the man is opening a cash okay, register. A cash register. Now, a cash register là gì nào Hạnh? The cash register là gì? Máy rút tiền, máy tính tiền. Máy rút tiền á, máy tính tiền á. Nào, các bạn muốn biết một cái cash register là gì đúng không? Các bạn có cách nào? Lấy Google cho hình ảnh ấy, đúng không? Đơn giản mà. Em không biết dịch cái gì. Đúng không? Lên Google, lên Google tra cái phần image của nó là ra thôi, cái gì đâu đơn giản. Rồi. Đúng chính xác, the man is opening a cash, đúng không? A cash register. Cash register. Các bạn có thấy là gì? A cash register là gì? Tức là ở những quầy bán tạp hóa, ấy, những cửa hàng bán bình thường, ấy, bán đồ tổng hợp, ấy, tạp hóa, bách hóa khứ ở bên nước ngoài. Ấy, đúng không? Việt Nam vậy mà, đúng không? Thế các bạn thấy là ví dụ vào bên Mart, các bạn sẽ thấy có cái quầy gì ạ? Quầy gì? Ủa? Có một bà chưa bảo bên Mart bao giờ? Chính xác, đúng rồi. Đó. Ở đây mỗi chú Thế Đạt là đi vào bên Mát thôi à? Ở đây còn lại dân miền núi à? Mới gọi dân là cái gì? Trời đất ơi. Đúng không ạ? Sau đấy là gì ạ? Là có cái quầy, có cái ngăn kéo đúng không? Mà gì ạ? Là người ta bỏ tiền vào đấy. Sùng su hoặc là ví dụ người ta bỏ cái loại ấy vào đó. Tiền lẻ vào đấy. Rồi. Tiếp theo nào. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. The man is bending over a bicycle. B. A wheel has been propped against a stack of bricks. C. The man is collecting some pieces of wood. D. A handrail is being installed. Okay. Who can give me the answer? Who can give me the answer? The man is bending over a bicycle. Okay, please type out the answer. Type out the answer.
mình đang làm hai ba công việc một lúc, bây giờ lại gì nhỉ? Lại đang là rồi, tí nữa sẽ xử lý sau. Alright, now here. Nào, đã có đáp án đây chưa? Nào, góp vào đi em. Ok, ở đây là một số bạn là đang gì nhỉ? Cái nghĩa lương là the man is bending over a bicycle. Bending over, now bend over ở đây các bạn dựa theo hình ảnh, các bạn nghĩ là bend over là gì ạ? To bend over. Gặp. Hả? Gặp cái xe đạp lại cho gọn ạ. Phải là cái xe đạp không? Bốn người xuống. Ừ. Người xuống, chính xác. To bend over, đúng không? Các bạn gập người xuống, đơn giản thôi. Đúng không? Thì ở đây, the man là đang gập người xuống mà, đúng không? Đấy, anh ta đang gập người xuống này, lưng cong này. Đúng không? Dáng kiểu như là rất là kiểu support, đúng không? Rồi, the man is bending over a bicycle. Thử tiếp, cái tiếp theo xem là các bạn nghe được gì nhé. The stack of bricks. A. The man is bending over a bicycle. B. A wheel has been propped against a stack of bricks. Cái này sao có nghe được không? Chắc là con từ mới nhỉ. Rồi, nào, thầy sẽ cho có ai nghe từ này chưa? Anh nghe con này chưa nhỉ? Bất cứ từ gì. Rồi. Is bending over a bicycle. Yeah. B. A wheel has been propped against a stack of bricks. Bricks. Rồi. A wheel, yeah. Okay, a wheel has been, with a prop to a stack. Okay, a brakes. A wheel has been propped to a stack of bricks. C. The man is collecting some pieces of wood. Con này dễ hơn tí này. The man's on it, one. Sau đó là gì ạ? Thì gì ạ? Nguyễn Hạnh có đáp án gì không? The man is collecting some piece of wood. Rồi, the man is collecting. Yeah, collecting. The man is collecting some pieces. Biết cái từ pieces chưa đúng nhỉ? Pieces, không phải piece. Of wood. Oh, of wood. Không phải wood nhé. Không phải wood. The man is collecting some piece of wood nhé. Học thế là không sao đi nghe không nghe đâu. Nào, lại nào. B. A wheel has been propped against a stack of bricks. C. The man is collecting some pieces of wood. Well, the man is collecting some pieces of wood. Nào, câu trước mình sẽ cho bạn có một từ mình nghe bạn nghe rõ hơn này. Bricks. C. Get the picture marked number 4 in A. The man is bending over a bicycle. B. A wheel has been propped against a stack of bricks. Đây, quên mất. A wheel has been propped này không phải chú bạn nhé, nó phải là quên mất. Against. Đó. A wheel has been propped against a stack of bricks. Yeah. Không phải chú. Quên mất. No. Không phải đúng. The man is collecting some pieces of wood. C. The man is collecting some pieces of wood. Nghe hãy nghe từ pieces chưa? Rồi ạ. Yeah, đúng không? Mình nghe đi nhé. Pieces of wood. D. A handrail is being installed. Câu này hơi khó tí nhỉ, đúng không? Câu này có ai nghe được không? Bất cứ từ gì không? Handrail is being installed. Good. Now write it down. Cứ viết ra đi. Ta không cần phải nghe nhiều, mà ta quan trọng là ta nghe xong ta làm cho kỹ. Nào, nếu các bạn có từ gì đó, các bạn viết ra. Okay, handrail is being installed. Nguyễn Hạnh nghe được này. Nào, handrail là gì đây? Theo bạn. What does handrail mean? Cái tay vịn. Tay vịn gì? Tay vịn, nếu mà tay vịn cho cái gì đấy? Cái tay lái của cái xe đạp ạ. Right. Nhớ đấy, đúng không? Thì bình thường mà bây giờ tao hỏi là xe đạp có những bộ phận kiểu gì và nó tiếng Anh thế nào, đúng không ạ? Chắc một số bạn là sẽ theo Google cho nó liệt bàn phím đấy. Handrail is being installed. Nào nghe lại câu này nhé. Getting some pieces of wood. D. A handrail is being installed. Bạn đúng không ạ?
khi nghe xong lại ta thấy diện cũng tương đối đơn giản đúng không? Chẳng qua là ta chưa tập phát âm nhiều thôi. A handrail is being installed. A handrail is being installed. Có thiếu âm nào không? Đúng không? Còn thiếu không ạ? Nên là khi ạ, bình thường các giáo viên mà dạy TOEIC ấy, các bạn sẽ bình thường các thầy cô ấy sẽ ít khi mà để các bạn phát âm điều chỉnh phát âm cho nó thực sự là kỹ. Nhưng mà thầy thì xuất phát là không phải dạy TOEIC từ ban đầu, mà là ban đầu là thầy đi làm phiên dịch. Nên là đương nhiên là cái phát âm nó phải ở gì ạ? Nó ở trên mức làm sao ạ? Mức tốt. Tức là nó phải mức làm sao? Gần với bản xứ. Đó, chứ thầy sẽ chỉnh các bạn rất là kỹ phần này. Rồi, ở đây những bạn nào tải IELTS về rồi nào? Các bạn comment yes vào trong chat nhé. Vì thầy có những bài tập phát âm cho các bạn ở nhà nữa. Điều đoạn hàng ngày. Elsa speak. Dương nghĩ thì dạ. Marian yes rồi. Nguyên Hạnh thì sao? Quý thì sao quý? Thu Giang nữa. Như vậy là các sếp có thể hình như là chưa. Marian này. Rồi Thu Hà thì sao? Thu Hà thấy một cái mũ trùm là chả thấy người đâu. Các bạn download cái gì nhá, download cái Elsa về đi. Alright, rồi tính chuyện Elsa tính sau. Nào bây giờ những bạn mà hôm nay các bạn nói rằng là cái bức ảnh mà các bạn không nghe được nào, các bạn cho mình biết là ở cái câu nào để ta chữa nào, vì ta không có thời gian để ta chữa hết nên là mình sẽ chú trọng những phần đấy cho bạn. Nhưng hôm nay có lực đúng không, có ai nữa và các bạn thấy là khó nghe ở chỗ nào, câu nào nào, which sentence? Thầy là cái bài cái câu 6 gần như em không nghe được mấy ạ. Alright. Cái 7 từ 6 ạ. 7 và 6 à? 6 ạ. Không có 7 ạ. 6 thôi ạ. Alright. 6. Từ là 6 có ai nữa không? Rồi. 6. 6 của test mấy nhỉ? Test 1 ạ. Ok. 6 của test 1. Alright. Đây ạ. À? Alright. Rồi để ta nào. 6 của cả hai cái luôn ạ. Ủa? Thế ạ? Ồ, hận thù số 6 à? Không, em bị điếc hơi nhẹ. Ừ. Câu đấy câu đùa thật. À, cũng thôi, thầy chữa đi ạ. Number 5. Fallen on the floor. C. Some flowers are being watered. D. Some picture frames are hanging on a wall. Number 6. Rồi, sau number 6 này, các bạn cứ lấy bút ra nhá. Để ta xem là number 6 có cái gì mà nó lại hóc đến như vậy nhá. Nào. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. She's adjusting the height of an umbrella. B. She's inspecting the tires on a vending cart. C. There's a mobile food stand on a walkway. D. There are some cooking utensils on the ground. Ok, đồng ý. Trong ở đây thấy một số từ ở trong này là các bạn sẽ thấy khó nghe và nó mới, đúng không? Tại vì là các bạn ít khi dùng với những từ này hơn. Ok. Chúng sẽ đặt nó ra ngoài chút. Ok. Đấy, ok, help yourself. Nào. Hôm qua các bạn nghe được câu gì rồi nào? Để thầy bật lại nhá. This audio pro E for 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. She's adjusting the height of an umbrella. Okay. Anyone? Hơi dài nhỉ? Vừa nghe hơi. She is adjusting the height of an umbrella. Wow. Rồi, Nguyễn Hạnh viết vào trong chat đi nào. Đấy, ta viết vào. Các bạn nếu mà có đáp án nào khác, các bạn cứ viết vào đi nhé. Nghe từ nào các bạn cứ viết vào đi. Nào, các bạn đi Quý này, Nga này, Lan Hương này. Bạn biết rồi đi, Kiều Anh này, bất cứ gì. Đây, ta có hai cái. She's adjusting the height of an umbrella. Nguyên Hạnh biết rồi. Thu Hà biết, she's adjusting the height of an umbrella. Nào, các bạn hiểu câu này là adjust the height đây nghĩa là gì? Cô ấy đang điều chỉnh chiều cao của cái ô. Alright. Nghĩa cũng là she's adjusting the height of an umbrella.
Nghe xem lại từ umbrella nghĩa hữu nhỉ? Xem lại từ umbrella nhá. Hồi nãy thầy có nói gì ạ? Là bước 2 của ta đó là cái spelling đúng không? Cái spelling nhá, quan trọng nhá. Đấy, viết spelling không đúng trẻ con nó cười cho. Rồi, tốt. Bạn nghe tốt đấy đúng không ạ? Như vậy là gì ạ? Đôi khi tao hỏi bạn mình thôi, đúng không? Tao cần phải đi đâu xa đâu. This is just thing. Quý bảo she's dusting a height under. Rồi, Quý nghe lại nhá. Đúng không? Đấy, có đáp án ở đây là she's is adjusting the height of an umbrella. Đấy, chỉnh cái độ dài của cái ô ấy, độ cao của ô ấy. Rồi, thế nào? B. She's inspecting the tires on a vending cart. Không này, khó hơn thế này. Nào, có đáp án không? Đấy đúng không? Con này khó quá nhỉ? Hay sao? Nguyễn Hạnh không có manh mối gì à? Thu Giang không manh mối gì à? She is gì đấy? The tie on a vending car. Câu này em hiểu. Rồi, câu này em hiểu cái hành động là gì đây? Cô ấy đang làm gì đấy? Cái lốp xe, cái vending car hình như là xe bán hàng tự động gì. Ok, đó. Đôi khi nghe được một số từ như vậy thôi là ăn là dư sức để làm bài này rồi. Đúng không? Đấy, dư sức để là... A. She's adjusting the height of an umbrella. Okay, nào, nghe nhé. B. She's inspecting the tires on a vending cart. Rồi, câu này là she's, đúng không? She's inspecting, đúng không? The tires of a vending cart. Tôi nghe lại nữa nhé, xem một thử. Có từ nào mà thầy nghe chưa đúng không nhá? Đôi khi thầy nghe mà cũng thầy nghe củ chuối thì sao đúng không? B. She's inspecting the tires on a vending cart. Nào, có từ nào sai không bạn? Sửa thầy cái. On a. On a à? Hay là of a? Nào, nghe lại nhé. Inspecting the tires on a vending cart. Right. Very good. Nhưng mà là gì ạ? Nó phải là of a đúng không? Nó phải là on a vending cart. Ok, tiếp theo nào. C. There's a mobile food stand on a walkway. Chỗ này sao ạ? There's a mobile food stand on the walkway. Nào, viết ra đi em, viết ra đi. Để bạn xem nào. Come on. Đấy, có vẻ ta không đủ thời gian để ta chữa hết bài các bạn ạ. Hôm sau ta sẽ chữa nhanh hơn. The mobile food stand on the walkway. Ok. Mobile stand. Ok. Nào. Nghe lại tí con này nhé. D. There are some cooking utensils on an umbrella. B. She's inspecting the tires on a vending cart. C. There's a mobile food stand on a walkway. Ok, như vậy là on a hay là on the nào? Vending cart. C. There's a mobile food stand on a walkway. Nó phải là on a walkway nhé. Mà nó là walk, đúng không? Nó là walkway. There's a mobile food stand on a walkway. On a walkway. Ok, there's a mobile, đúng không? Cái gì đấy ạ? Cái mobile food stand này người ta gọi là gì bạn? Cái gì đây? Xe gì đây? Một cái quầy thức ăn lưu động. Yep. Đôi khi nó nói quầy, đôi khi nó nói xe. Điểm bán đồ ăn. Thì được ra lưu động đúng không nhỉ? Mobile này thì đương nhiên nó phải có bánh xe đúng không? Không lưu động sao được đúng không? Chẳng lẽ vác. Đấy, ok. Xong rồi. Nào. Bây giờ sang đến phần của ta hôm nay này. Tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái đầu tiên này. Giới thiệu nhanh nhé. Phần này. Một chút. Đấy. New share and go. Here we go. Bạn thấy phần này không? Đây là cái quyển đây. Là 600 cái từ vựng TOEIC mà nó có nghĩa tiếng Việt của nó này. Đây. Như bài một hợp đồng nhé. Có những cái bài, những từ vựng như là gì ạ? Cái từ, cụm từ như từ abide by, hay từ agreement, hay từ gì ạ? Agreeable, hay assurance, cancel. Rồi, bây giờ ta sẽ học từ theo kiểu gì? Đầu tiên nhé, ta biết là nó phải phát âm thế nào rồi đúng không nhỉ?
Và phát âm thế nào này? Thì phát âm thì mình sẽ gì ạ? Ta sẽ một thằng quay xa này, hay là mình sẽ giới thiệu cho bạn những cái trang mà để các bạn tra. Thứ hai là ở đây mình có cái spelling đúng không? Cái spelling thì các bạn đương nhiên là sẽ cần phải gì ạ? Điểm qua cái spelling của nó ở nhà là gì? Agreement, hai chữ e đúng không? Ba chữ e đó, agreement, assurance có mấy chữ s này, phải biết được này. Cái nữa, cái cuối cùng là cái phần mà phần là apply nó, cho nó vào một cái câu. Thì bây giờ đúng không nhỉ? Bây giờ đây thì nó không cho các bạn một cái câu ví dụ, nó mà chỉ có nghĩa thôi. Bây giờ các bạn sẽ vào đây này. Ok, mình sẽ vào cái trang mà share đây. Ok, here we go. Bạn thấy điền chưa? Sẽ gửi link vào nhé. Và các bạn có thể lưu về điện thoại, lưu về máy luôn bây giờ. Đấy, nó là Longman Dictionary. And đây này. Ở đây mình muốn các bạn thấy là đầu tiên các bạn sẽ xem từ loại nó này. Là verb đúng không? Và thứ hai là dạng gì đây? Các bạn thấy người ta cho luôn cả past tense của nó này. Đấy, abode. Abode. And ở đây dưới này là phần mà các bạn có thể lấy ví dụ này. Là đây, examples from the corporates. Nhìn kỹ nhá. Thùy Trang thấy được chưa nào? Thanh Thủy thấy chưa? Nào, thế nào, thấy chưa em? Thấy màn hình chưa? Đã rồi, alo. Đạt đang mệt à? Ok nào. Nói mà quên mặt ca đen, quên mặt mic. Rồi. Nào, ở đây các bạn thấy là có những câu như câu này này. Là President Aquino said she would abide by the court decision. Abide by the court decision, đúng không? Từ đây hoàn toàn các bạn đoán được nghĩa của nó, đúng không? Abide by. Đấy, là gì ạ? Tuân thủ với cái gì đấy? Tuân theo. The court decision là gì này? Okay, agreement to abide by the laws of the land is not enough. Những câu này thì ta chọn câu nào mà ta thấy nó dễ trước nhé. Vì ví dụ đây thì ta không lấy những cái mà nó quá cơ bản đâu. Đó. Rồi. Thì các bạn có một số từ các bạn có thể phải trang nghĩa này. Ví dụ như ở đây court là gì này? Rồi ở trên câu này insist là gì này? Câu Mr. Major insisted that the government would abide by normal parliamentary procedures. Đó, thì những câu này nó sẽ giúp các bạn ví dụ này. Cái thứ hai, một cái nữa là ví dụ các bạn có thể làm cái này nhá. Là các bạn có thể gõ là ví dụ từ abide đúng không? Abide đây. Ok, quên. Abide in a sentence. Thế này ạ. Đó, khi các bạn gõ lên Google là abide by in a sentence, nó ra cho bạn này. Ví dụ bạn vào sentence chấm này yourdictionary.com này. Đấy. Rồi, thấy không? Đơn giản đúng không ạ? Người ta sẽ cho bạn này, ví dụ này là I don't need to abide by the rules. Một câu này mình nghĩ rất là đơn giản và bạn nào có thể hiểu được. Đúng không ạ? Đây này. I don't need. Câu là câu đầu tiên nhá. I don't need to abide by the rules, đúng không ạ? Gì ạ? Tôi không cần phải tuân theo luật lệ này. Rồi. Children and adults at the stage abide by the rules of the society in which they live. Câu này chẳng hạn đi. Hơi dài nhưng cũng không khó hiểu đúng không? Hay là gì? It is important for teens to learn safe driving skills and the abide by them. Thấy không? Ví dụ này đúng không? Thì nó cho các bạn một cái nhìn rất là thoáng về cái việc là gì ạ? Cụm từ abide by này dùng như nào? Đây, gửi luôn cái link vào nhé. Về nhà thích cái tra từ thôi, gì đâu. Thấy không? Đó, thì đấy là cách mà để có thể học được những từ vựng ở trong này. Đấy, ví dụ có câu mà I don't need to abide by the rules, đúng không? Mình có thể đổi thành là gì? She doesn't need to abide by the rules. Hoặc là gì? She doesn't want to, cũng được, đúng không nhỉ? She doesn't want to abide by the rules. And yeah, ví dụ câu mà it is important for teens, đúng không? Thì thay vì ta nói là 14 đi, thì là it is important, đúng không? For ví dụ như là gì, có thể mình đổi thành for adults, là for boys, đúng không nhỉ? For ví dụ như là for mình có những từ
Đây, cụm từ như là gì nhỉ? Có students, hạn như. Students, này. Đó, từ teachers. Đúng không? Vấn đề ở đây là gì? Các bạn phải thay từ vào. Đúng không? Thay từ vào. Đó, chứ nó không 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 gọi là cái nghĩa đúng không? Thì ở đây ta chưa cần quan tâm lắm. Ta thay từ đã. Thấy không? Đây, dưới này thì có những ví dụ nó càng lúc càng dài này. Okay. If you abide by the guidelines, you're sure to succeed with the project. Câu này hả? Hello, we expect all users of our services to abide by the above stated goals. Ôi, có con gấu nào sau lưng Thế Đạt đấy? Đó, thì đấy là miệng nhá. Để các bạn có thể về nhà gì ạ? Tra một số từ, mình sẽ comment những bài post để các bạn tra từ và là viết từ này ra. Hôm sau đi thi các bạn sẽ thấy là gì ạ? Khi mà mình tra từ kỹ như vậy thì cái tác dụng rất là lớn khi các bạn làm những bài liên quan đến biến thể từ vựng này, hay những bài liên quan đến cái cụm từ dùng từ đấy, đúng không ạ? Hay là những bài điền từ đi, rất là hữu dụng luôn. Nào, share cái gì tiếp nhỉ? À đúng rồi, cái nội dung của tao hôm nay. Đó. Và hôm nay là cái dạng bài tiếp theo mà mình muốn để cho các bạn là luộc. Cái new share. Nào. Và tiến hành ở đây là ta luộc cái này đi. Ok, ta đến part 2 của cái phần listening. Part 2 là cái phần mà thực ra phần này là cái phần mà mình cho rằng là cơ hội để bạn ăn điểm ngay sau cái phần mà hình ảnh. Tại vì phần này nói thật luôn là trước kia mình chỉ nghe phim ảnh thôi, mà có đợt đi thi đó TOEIC đầu tiên là phần này là không sai câu nào. Ngay khi mình biết là mình làm xong phần này luôn là mình biết là mình không sai câu này luôn rồi, tại vì nghe quá dễ phần này luôn, vì đã nghe nó nhuần quá rồi. Và đến lúc mà những câu hỏi đặt ra cho mình xong ấy, là mình có những câu mà người ta chỉ hỏi xong luôn là mình biết án luôn đấy. Tại vì là gì ạ, là nghe đến mòn tai rồi, qua phim ảnh, qua cái thứ rồi. Tất nhiên là từ vựng đương nhiên nó phải thay đổi, và nó đương nhiên nó không thể nào đoán được cả toàn bộ đâu, nhưng mà sẽ có những câu hỏi nó quan thuộc lắm. Bây giờ luộc part 2 thì luộc cái nào? Đấy, part 2 mà theo có chút đề mới, đúng không? Cái new format. Here we go. Đấy, cái new format của TOEIC 2020 này, đúng không ạ? Cái new format thì của ta sẽ là từ câu 7 đến câu 31, và nó có 25 câu. Luộc 25 câu. Rồi. Dạng này thì không có gì phải bàn cãi, đúng không? Ta đi qua cái phương pháp cho nó. Đây. Đó. Câu hỏi của ta sẽ bao gồm nhiều dạng, đúng không? Có thể là câu hỏi, có thể là một câu comment gì đấy. Và của ta sẽ là gì ạ? Ta sẽ đi qua cái phương pháp nghe luôn. Ví dụ câu này khi người ta hỏi là when is it going to fly back to London, đúng không? Thì các bạn thấy từ when, đúng không? Từ when, đúng không? Thì các bạn là chú ý nghe từ when khá ban đầu rồi, các bạn sẽ để ý là gì ạ? Là cái mình cần tìm phải là một cụm từ nào đó chỉ về cái gì ạ? Về thời. Cái time, đúng không? Cái time của ta, cái timeline nhất định nào đó, một cái date nào đó. Ở đây mình có những đáp án như là he's going to fly back with his mom. Chả liên quan gì, đúng không? When không liên quan gì, là with his mom này. After B, about 5 months ago. Câu hỏi như vậy là ta có 5 months, nhưng mà lại có cái bé ago ở đây. Sau cùng lại có cái bé ago. Thì mình tin là ago mà có đáp án là bạn nghe được thôi. Tại vì câu này rất là dễ. Đấy, nghe thấy ago là gì? Là gạch luôn. And C là he's flying this weekend. Rồi, ta lại có cụm từ diện. He's flying thì không cần bàn nhé. Còn this weekend, đúng không? Thì gì ạ? Nó dạ là going to, đúng không? Với thể tương lai. He's flying this weekend. Đúng không? C là cái đấy ta sẽ phải khoanh. À, không phải khoanh mà để ta tô đáp án. And, nào. Ở đây, vì là ta thiếu. Và các bạn thiếu hai cái. Đầu tiên là các bạn sẽ thiếu, đầu tiên là cái từ vựng này. Mà từ vựng thì các bạn sẽ thiếu nữa là gì ạ? Là khả năng phát âm. Cái thứ hai, đó là việc là các bạn cái cấu trúc ngữ pháp, đúng không nhỉ? Thì đôi khi là mình sẽ chưa quen với một số cấu trúc riêng. Thì đương nhiên là ở đây cái phương pháp ngay đầu tiên là ta hãy nghe từ khóa trước. Thì hồi nãy mình có nói là gì? Tập trung vào các dạng câu hỏi như là who, đấy, where, when and why. Đấy. Nhìn nhá. Who, where, when, why. Tất nhiên là không dễ như vậy đâu, không có phải cứ đè hu ra là tên riêng nó thứ là không là lấy là lấy được. Tại vì đúng không, người ta nghe, người ta biết luôn là các bạn sẽ nhè vào những cái này, người ta nghe nên đôi khi người ta sẽ có những đáp án là sao, đánh lừa một chút. Tức làm sao để không bị lừa, đúng không? Thì ta sẽ
đi vào nào. Nhá, đây là bốn dạng, đúng không? Bốn dạng đầu tiên mà ta sẽ phải cùng phân tích này. Rồi. Đó, ở đây ta sẽ xác định cho mình một cái phương hướng làm bài là khi ta khi mà ta nghe được những cái như tên người, tên nghề nghiệp. Đấy, rồi những cụm từ, những cái gì ạ? Từ như là cụm từ như là no one, cụm chủ ngữ nhá. Ở đây là no one, nobody, someone, somebody hay là gì ạ? Cũng là đại từ. Đó, thì khả năng cao. Đấy, khả năng cao, đúng không? Chứ không phải bao giờ cũng đúng. Không có chuyện đấy đâu, công thức mà như thế thì làm gì nữa. Khả năng cao hoặc là gì ạ? Đáp án của ta. Đấy, giờ tên người thì như thế nào? Không nhận tên người thì không đương nhiên không phải tiếng Việt nhá. Không có Tùng, Cúc, Trúc, Mai gì đâu đấy, đúng không? Nó phải là những tên tiếng Anh là Bill, John, đúng không? Michael. Tên kiểu như vậy. Các bạn có thể chọn cho mình một tên tiếng Anh. Đúng không? Như tên của thầy là ví dụ như là Chris, đúng không ạ? Thì cái đấy ta nói sau nhé. Bây giờ dạng câu hỏi đầu tiên này, who này. Thì ví dụ giả sử các bạn làm một bài là có câu who's in charge, who's in charge of the recruitment in this company. Đúng không ạ? Giả sử như các bạn không nghe được cái cụm từ là in charge hay là the recruitment, đúng không? Không nghe được who đi. Ở đây ạ. Thì trong câu đấy, đúng không? Trong câu đấy có đáp án thì các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ ưu tiên cái đáp án mà có cái tên riêng nhá. Ưu tiên đáp án đấy trước. Tất nhiên là gì? Tên riêng nhưng các bạn cũng phải nghe được cái phía sau nữa, đúng không ạ? Còn tên riêng không phải bao giờ cũng là cái tên riêng nó trả lời trong câu này. Thì khả năng cao là gì? Cái câu như là gì ạ? Là that's Bill's responsibilities. And that's Bill's responsibilities. Ở đây là cái từ that's, cái ví dụ đây that's là chưa ấy, đúng không? Đấy. Nó phải là those are Bill's responsibilities. Mới đúng. Đúng sao? Đấy. Đây, rồi nãy là có đoán vào mà lại chưa nhìn. Sorry. Anh chị em. Rồi. Đó thì đây đầu tiên là như vậy này. Thứ hai. Đấy, cái thứ hai thì các bạn lại sẽ không nghe tên nữa, các bạn sẽ nghe là gì? Cái position, cái job title. Đấy, ví dụ ở đây mình có cái câu là who tiếp này. Và ở đây nếu mà để nghe được cái để xác định nhá, xác định cái nghề nghiệp đúng không? Thì các bạn phải nghe được những cái cụm từ đằng sau như là assign hay là từ accountant. Assign accountant, đúng không ạ? Thì nghe từ assign các bạn sẽ biết là nghe cái từ assign là gì ạ? Giao phó công việc cho ai đó. Và từ accountant hoặc là từ new accountant, đúng không? Là người mới, một cái kế toán mới. Thì đây là gì ạ? Câu dưới chúng ta sẽ phải làm quen với từ cụm từ là chief accountant. Thì chief accountant. Nào, có ai đoán được ở đây chief accountant là gì không? Không quá khó đúng không? Đâu? Kế toán viên ạ. Kế toán viên à? Kế toán trưởng ạ. Rồi, kế toán trưởng, đúng không? Chief, đúng không? Đã nghe bao giờ nghe CEO chưa? Đúng không? CEO, đúng không? Người ta bảo là gì ạ? Là Chief Executive, đúng không? Officer, thế này cũng như vậy. Chief Accountant, là kế toán điều hành, ấy, đúng không? Kế toán mà điều hành hoạt động kế toán cho doanh nghiệp thì là kế toán trưởng. Đấy, the Chief Accountant takes care of that. Chief Account takes care of that. Các bạn thấy mình đọc từ accountant không? Đọc từ accountant nhé. Hoặc là account. Còn mình nút cái âm T ở từ tần đấy. Account takes care of that. Đó, dạng 2 này. Number 3. Rồi. No one, nobody, someone and somebody. Đó. Rồi. Ở đây, chúng ta có câu hỏi là who's booked the room for tomorrow conference? What? Conference. Rồi. Thế đây, để trả lời câu hỏi này thì ta lại không gì ạ, ta không tìm một tên người hay là một cái vị trí nào đấy. Mà thực ra có thể là có tên vị trí nhất, nhưng mà đây đáp án của ta lại là gì ạ? Là no one. Đấy, no one. À, no one. Như vậy có khả gì ạ? Cái khả năng này nữa, đúng không? Trong một câu đó có khả năng này nữa. Ok. And nữa. Đây là dạng đại từ của ta. Đó. Trong một câu, người ta có câu hỏi là gì? Who? Đấy, should I contact to get an appointment? Đó. Và câu trả lời hợp lý duy nhất của ta trong câu đấy có thể là câu này. Let me check the staff list. Hãy để tôi kiểm tra cái danh sách nhân viên trước đã, đúng không? Danh sách người làm đã. Đó. Thì bốn dạng đáp án này. Bốn dạng này đúng không? Các bạn có thể nghe và khi nghe thì các bạn có thể ưu tiên bốn dạng này. Vì bốn dạng này có khả năng nhiều là nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là đáp án đúng của ta. Và
để kiểm chứng nhá. Ta thử xem nào. Kiểm chứng đây. Thì bây giờ ta sẽ cùng nhau ta thử nghe nhá. Rồi, tạm thời stop share một chút. Rồi, trước tiên này, mình muốn các bạn sẽ tập trung và thử nghe đã. Nếu mà đây, xem này nhé. Answer sheet. Now, let us begin with question number 7. Nào, nghe rõ không? Number 7. Đủ to rồi đúng không? Nào, anyone? Answer me. Anh Thủy đủ to chưa? Thắm, Hùng Phước. Nào, comment vào đây các bạn. Đức, đủ to cho em. Có ạ, nó hơi lag tí giờ được rồi. Nào, các bạn phản xạ tiếng Việt mà sao còn chậm vậy? Hỏi 5 phút sau chưa có đáp reply đấy nào. Chú ý nhá, khi mà ta dỉa ta tương tác đúng không ạ? Các bạn nên có cái phản xạ nhanh. Vì càng ngày mình sẽ càng giảng với anh nhiều đấy. Đúng không ạ? I'm going to teach English, đúng không ạ? More and more. Okay, now let's listen. Who is your immediate supervisor? A. Okay, I'll go now. B. It's Ms. Tanaka. C. Instructions for the project. Quay nghe thì chưa nào? Câu này sao? Đúng không? Oh, right. Hữu Nghĩa có phải là người nhanh này. Xuân Lực cũng là B này. Ok. Thắm là B. Thu Giang là B. Ok nào. Bây giờ đầu tiên Lực nè, câu hỏi em nghe được cái gì? Cái từ khóa em dựa vào cái từ nào trong cái bài câu này để em chọn B? Em tự là em nghe được là who, xong rồi cái câu B nó là is, xong rồi một danh một tên riêng ạ. Alright. Còn mấy câu trên thì em nghe được nó không liên quan lắm nên em chọn B ạ. Ok, đúng không? Đấy, như vậy là các bạn đã có khả năng phân tích bài rồi còn gì nữa, đúng không? Đấy. Nào, Kiều Anh nghĩ gì? Kiều Anh nghe chưa? Cái bạn Kiều Anh có nét gì đấy khiến mình buồn cười lắm. Bạn ngồi rất là tập trung nhưng mà bạn lại... Đã. Kiều Anh nghe câu này chưa? Nghe câu từ khóa trong câu này chưa? Em nghe rồi ạ. Sao không comment vào đây cho nó xôm? Tập đi chứ. Nhá, mình sẽ bắt các bạn comment từ khóa này rồi những từ có chưa nghe được nhá. Ok, tiếp theo nào. Number 8. Aren't you attending the manager's training session? Hey. Không, câu này không phải dạng của ta. Ta sẽ đi theo câu khác. Dạng khác. Number 9. Rồi, number 9. Cái này. When will you finish editing the final draft of my article? A. Yes, I think so. B. At the publishers. C. By Friday evening. All right. Ah, okay. Uh-huh. Rồi. Đấy, lần này nhanh hơn đấy đúng không? Nghĩa xong lực thu ra. Now, I want others to comment. Vũ Hà nè, Lan Hương nè. I want Thùy Trang to comment. Thu Hà rồi, Thu Hà C. Thế Đạt nào? Rồi, anh nào, Kiều Anh nào? Má Liên nào? Ủa, nó mà cười là sao? Comment chứ. Chứ nghe à? Không, ok. Chưa comment đúng nên là bây giờ comment theo à? Hả? Kiều Anh C. Rồi. Cho hỏi Nguyên Hạnh nhé. Nguyên Hạnh nghe cái gì nào? Từ khóa nào nào? Hay là có từ nào cho em gợi ý không? Mà em bị lát, chưa nghĩ được gì hết. Ủa? Chưa nghe thấy gì luôn? Nào, có bạn nào nghe gì chưa không? Bạn nào nghe từ khóa nào không?
Thầy vừa vào check mét của ta này, của nhóm lớp ta này. Số lượng nghe gì? Hay là nghĩa hữu nghĩa gì? Em nghe cái bạn ấy bảo là when you finish, rồi đáp án là Friday gì đó. Ok, Friday gì đó đúng không? Thắm, rồi, cảm ơn nghĩa Thắm nào. Thắm nghe gì không? Em cũng như bạn ấy ạ. Bắt được từ khóa đấy thôi ạ. Rồi. Bây giờ nhé, các bạn mình sẽ cho các bạn xem cái share cho các bạn cái đáp án xem các bạn thấy nào. Thấy đáp án chưa? Câu hỏi của ta là when will you finish editing the final draft of my article? Các bạn thấy nó phát âm như vậy thì có vấn đề gì nghe đúng không? Đấy, phát âm như vậy thì gọi là không có hỏi là làm khó, gần như không có hỏi làm khó các bạn nữa. Rồi, A, yes, I think so. B, as the publishers. And C, by Friday evening. Nói cái câu mà câu C by Friday evening thì mình nghĩ là chẳng bạn nào không nghe được, đúng không? Có quên đi thôi, quên từ đi thôi. Đấy, như vậy là chiến thuật của ta, đúng không? Là khi mà ta nghe từ khóa, đúng không? Các bạn thấy là gì? Thấy từ when rồi, đúng không? Nhiều bạn chỉ nghe từ when thôi, các bạn làm C luôn. Như vậy là gì ạ? Cách làm này, đúng không? Thực sự nó có hiệu quả. Nó không phải lúc nào cũng hiệu quả đâu, nhưng nó sẽ có hiệu quả với một số những cái câu. Rồi, tiếp nào, ta xử tiếp một vài câu tiếp nhé. Để ta xem là cái minh chứng của cái nghe từ khóa, nghe when, nghe will này nó như thế nào. À, tiếp theo xem câu gì nào. Alright, now, the next one. Mình sẽ điều chỉnh một tí nhé. Để các bạn mà để nhiều bạn hơn nghe được này. Các bạn muốn các bạn như là bạn Thùy Trang, Hồng Phương này. Đó, rồi Sang này, Thế Đạt này. Đó, các bạn chú ý nhá, một tí hơn nữa nhá. Thì chú ý một tí nữa các bạn sẽ nghe được không? Mình sẽ làm chậm cái tốc độ một chút nữa. Xem như nào này. Where's the nearest currency exchange office? A. Not currently. B. Right next to the mall. C. Would you like a receipt? All right, guys. What do you think? Đấy, ta có những người comment đây rồi. Nào, bây giờ này, ta không comment thế này nữa. Mình không muốn các bạn comment thế này nữa. Mình sẽ hỏi bất kỳ, đúng không ạ? Hỏi bất kỳ một bạn nào đó thôi. Nhớ, tại vì để ta phải trước. Còn nếu mà các bạn comment thấy nó sẽ ảnh hưởng đến những đáp án của những người khác. Họ thấy số đông mà áp đảo họ lại sợ, đúng không? Đó. Ok, what about Lê Sang? Lê Sang nghe từ khóa gì không? Thế nó hỏi từ khóa nhá. Em chưa nghe rõ lắm. Kìa có hỏi à em? Kìa có hỏi vẫn chưa nghe được à? Được. Nào, có hỏi vẫn chưa, tức là không bắt được từ nào cho hỏi luôn à? Chưa. Rồi, vậy chưa nghe lại nào. Number 12. Where's the nearest currency exchange office? Rồi, Sang nói lại nào. Sang nghe câu hỏi chưa? Em nghe nó cứ bị đứt vậy. Không, ý là thầy ví dụ là câu hỏi đầu, cái từ đầu tiên của câu hỏi là gì? Nghe được chưa? When. Rồi, Sang là when. Nào. Quang Hiền nào, từ tiên câu hỏi này là từ gì em? Từ where đúng không ạ? Rồi, where. Vậy em cho đáp án nào? Theo em đáp án nào trong câu này? Em chưa nghe được đáp án này ạ. Chưa nghe đáp án câu nào luôn hả? Vâng ạ. Ok. Nào. Lại nhé. A. Not currently. B. Right next to the mall. C. Would you like a receipt? Có cải thiện gì không? Nào Hiền nào, đã nghe thì thêm chưa? Chưa thầy ạ. Vẫn chưa đúng không nào? Ok được rồi. Nga xong à? Đã nghe thì thêm đi chưa? Em nghe được câu B là right next to the mall. Ừ. Thế những câu khác thì tại vì sao lại câu B là right next to the mall? Rồi, còn câu A thì nghe cái gì?
em quên rồi. Rồi, có một cái hai. Nghe đáp án rồi là thôi, những cái khác nó đẹp đến mấy quên hết. Rồi, tốt, tập trung hết là được. Alright. Đấy, đáp án của ta đây là gì ạ? Là câu hỏi của ta là where's the nearest currency office exchange, là cái cục, đúng không? Cái phòng gì ạ? Cái văn phòng đổi tiền gần nhất ở đâu? Đó, và đáp án của ta là đáp án B đây, cho các bạn nhé. Để các bạn biết là những từ mà các bạn chưa thấy được, đúng không ạ? Chưa. Nó là gì, nó phát âm như thế nào này. Rồi, mình muốn bạn Hoàng Hiền này, mình muốn Hoàng Hiền rồi nhìn vào đây này. Sang ơi. Chú ý vào đây nào, tập trung vào đây nào. Đây này. Tại sao đây các bạn lại chưa nghe được ở phần này, đúng không? Ví dụ, đây. Những từ the nearest, đúng không ạ? Những từ currency, exchange, đúng không ạ? Là những từ khá mà các bạn sẽ thường thường chưa quen nghe. Thứ hai, là những từ currently, đúng không ạ? Right next to này, cũng chưa nghe quen này. Rồi ở phía cuối thì có những từ như gì ạ? Receipt, đúng không ạ? Receipt. Where's the nearest currency exchange office? Where's the nearest currency exchange office? Và đây ta có right next to mall. Tạm thời mình muốn là bạn sẽ nghỉ giải lao trong 3 phút. Yeah, 3 minutes. Phút thì Nga sao trong bảo nghỉ 3 phút mà hình như là kiểu chứ là cho bằng lòng à? À, nghỉ 3 phút nhá. Okay, now everyone, các bạn nghe thầy nói không? Let's get back to work. Let's get back to work. Rồi. Bây giờ cái phần mà mình muốn các bạn sẽ làm cho mình hôm nay nữa nhé. Phần mà ta sẽ cùng ma luyện với Elsa này. Mình sẽ làm một cái post ở trên nhóm. Một câu hỏi chẳng hạn, một đáp án gì đấy, đúng không ạ? Một câu hỏi và các bạn sẽ chụp cho mình cái ảnh các bạn phát âm vào đấy. Để mình xem là các bạn hiện tại đang ở mức nào. Đó. Thì thế này, đừng có nghĩ rằng là chỉ TOEIC cao là ăn ngon, không phải đâu. Thì sau này càng ngày người ta càng cần các bạn giao tiếp tốt.
mà nói mà không được một câu cho nguyên vẹn đúng không ạ? Thì tự nhiên là phỏng vấn thì coi như là thôi rồi, lượm ơi. Nào, cái post trên nhóm nào. Nhá, ta sẽ ví dụ đây. Các bạn, mình muốn các bạn nghe trước đã. Sau đấy khi mà ta có manh mối rồi đúng không? Ta bắt đầu dễ hơn. Đây. Câu này ta sẽ cho câu nào đó mà nó dễ hơn một chút nha. Dạ, em thấy bạn ấy hỏi là quay video chứ chụp ảnh thì làm sao mà thấy được ạ? Chụp ảnh cái này là chụp ảnh gì ạ? Là các bạn nếu mà dùng từ điển của IELTS rồi bạn sẽ thấy là chụp ảnh thì nó sẽ nhận diện cho bạn là các bạn đang ở ví dụ 70% hay 80% và có những âm nào các bạn đang phát âm sai thì mình sẽ xử các bạn ở đấy, hiểu không? Ok, câu này đi. Những câu âm từ dài có, âm S có này, âm MIDI thứ có này. Ok, câu này có vẻ ngon lành đấy. Ngon á. Here we go. Isn't. Wow. Các bạn sẽ cho mình câu hỏi này nhé. Is the supermarket? Isn't the supermarket closed on Sundays? Right. I have just created a post. I have just created a post. Tôi vừa tạo một cái post, đúng không? Trên nhóm rồi. Isn't the supermarket closed on Sundays? Vậy các bạn sẽ nghe xem câu này nó phát âm như nào nhé. The supermarket closed on Sundays? Number 15. Isn't the supermarket closed on Sundays? Nếu mà như phát âm như thế mà nghe được chưa được đúng không ạ? Thì thầy phát âm lại này. Isn't the supermarket closed on Sundays? Chậm hơn nữa nhá. Isn't the supermarket closed on Sundays? Nghe chưa? Quick now, mình muốn các bạn đầu tiên. Bạn sẽ thử 3 lần. Bạn sẽ cho mình cái ảnh lần đầu tiên thử này, lần thứ 3 thử. Đúng không ạ? Xem là hai lần cách nhau có gì cái đổi mới không. Tải lên ngay phần comment nhé. Những bạn nào có IELTS rồi nhỉ? Các bạn có IELTS hết chưa hay là vẫn chưa có? Thầy ơi, thầy nói lại cái tên đáp này tải đi ạ. Ai chưa có nhỉ? Có nhưng mà chưa dùng. Thì bây giờ nó có hội để nó để mở quà đúng không? Để khai xuân cho em nó. Bạn Lực có bảo gì nhỉ? Thầy nói lại cái tên app đi để em tải với ạ. Ôi giời. Chịu ông. Nó nói cách đây khoảng 1.000 năm Thăng Long rồi mà. Em quên mất ạ. Ngủ ăn là giỏi rồi đúng không? Elsa Speak. Báo đài nói về cái app này khoảng chục năm nay rồi mà bà để mắt mũi để đâu đây? Nếu mà có thể rồi quay video thì càng tốt. Cái này bạn Hoàng Nghị có bảo thế rồi, nếu không quay cái thứ thì bạn thể có ghi âm qua Messenger cho mình được. Còn quay bây giờ các bạn lại phải gì ạ? Nếu quay thì các bạn phải tải app quay màn hình về, hoặc là những bạn không dùng iPhone đúng không, là phải tải app các thứ về. Không thì dựa quay thể quay bằng cam bình thường được, vào Elsa rồi đấy. Elsa Speak nào, những bạn nào đã được rồi các bạn comment luôn đi nhá, đây mình chưa thấy bình luận nào cả. Đầy dung lượng không tải được thầy ơi. Thì có ảnh mà tự sướng là ảnh của thần tượng gì xóa bớt cái, hy sinh việc học còn đúng cái thầy khó biểu thôi thầy ạ. Đúng gì cơ? Thầy khó biểu. Điện thoại bạn làm gì nhiều thế? Điện thoại mình chẳng có gì không lấy cả. Nào, Duy Trang này. Thế anh thì sao? Thế anh thì nghỉ game được chưa? Lan Hương thì sao? Thế sang.
Thắm này, Kiều Anh này. Ok, lần 1 và lần 3 nhé. Nào, ta còn không ít, không nhiều thời gian đâu các bạn ơi. À, mời cho giảng Hoàng Nghị có vui nhé. Để xem mèo nào cắm biểu nào. Em phát âm như tiếng Anh bồi thôi thầy. Thì đây là cơ hội để mình hết bồi thôi, gì đâu. Nói thật các bạn, hồi đại học mà năm nhất năm hai thầy phát âm của là bây giờ nghe lại nó tởm kinh dị luôn. Mang tiếng dân chuyên Anh mà vào đại học phát âm của là thầy cô không muốn nghe luôn. Đấy. Sau đấy thì câu lạc bộ tiếng Anh thấy bạn nữ là nước ngoài sing word lesson. Về nhà đụng được học hẳn, ngày nào đến câu lạc bộ. Ngày nào cố tình ngồi gần để người ta chỉnh phát âm cho. Can you fix my pronunciation? Đó, kiểu thế. Can you fix my voice? Đó, nói như thế dần dần quen thôi. Đúng không ạ? Nhưng may mà gọi là không bị quá là gọi là nghiện ngắm người ta mà gì bỏ quên phát âm, về nhà vẫn cố gắng hàng ngày. Đó, hết dịch mời các bạn đi theo thầy để câu lạc bộ đấy thì lắm anh đẹp trai xinh gái lắm. Tha hồ được các anh ấy chỉnh cho. Đó, về nhà xong một hôm thì học với thầy chưa là gì cả đúng không? Học với mấy anh đấy thì mới là nghiện đúng không ạ? Now, I haven't seen any comments. Come on, guys. 2 phút trôi qua, 3 phút, 4 phút trôi qua rồi. Ờ, sao lại, à, một số bạn là lớp mình là mới. Các bạn vào đây rồi. Ok, Nguyễn Hiền ơi, thầy đang vận một cái lớp này nhé. Từ từ. Hiện chưa có next audio. Thắm xong chưa Thắm ơi? Kiều Anh xong chưa? Nào, lần 1 nào. Ơ. Được rồi. Thầy đợi em một chút ạ. Em đang comment rồi ạ. Nó lát chưa lát được ạ. Ok. Lần 1 nhá. Dương Tiến Đạt nào. Lần 1 nhá. Toán Hương nào, Toán Hương đâu rồi? Hương ơi, alo. Thấy ngồi cười đấy. Nào, hồi nãy giờ thấy bảo là đang bảo là comment không bảo là cười nhá. Xem lại vốn tiếng Việt xem nào. Ui giời ơi, đợi nửa tiếng đồng hồ mới được cái gì ạ? Một cái bình luận. Ô bà kỳ bò quá. Bình luận thôi cũng tốt lực đó rồi. Ui dồi ôi, nãy giờ ông này chủ nhắc của là dành cả thanh xuân để nhắc thằng lực. Dương Tiến Đạt em chưa nói được là sao em? Tức là kiểu phần trăm nó thấp ở hay là thế nào? Chưa đạt nào? Cứ tải lên em nhá, không sao cả, bao nhiêu được. Có đại học để trình mà. Không nghĩ sao rồi. Quả đầu như vậy mà lại tốc độ chậm đấy nào. Em đang không biết ghi âm chỗ nào. Ồ, trời ơi, sao không hỏi? Cái thằng này. Em vào giao diện của Elsa chưa? Em vào rồi ạ. Có thấy cái kính lúp có từ điển không? Kính lúp à? Ờ. Nếu mà đang ở trang Pro gì đấy thì em lấy dùng cái gì? Bấm vào dấu nhân, thoát ra đấy đi. Sau đấy là gì ạ? Vào cái main ID, main, cái giao diện main của nó nhé. Thấy một cái kính lúp ở phía dưới. Ừ. Nào, thầy muốn lê sao nó rồi nào. Tả ảnh lên đi nào, Thu Hà nào. Còn thím Kiều Anh nữa này. Em đang chưa biết vào chỗ nào có thể. Hỏi chứ. Ừ. Đây, để tớ chụp chỗ cậu cái ảnh nhé. Thầy là gì ạ? À, thầy là đăng ký cái gói Pro của nó. Thế sao gói Pro thì đăng ký lâu lắm rồi. Cách đây khoảng độ 3 năm rồi đấy cơ. Đây này.
Để lên hai cái ảnh để cho công bằng ngắm này. Đó. Thì đầu tiên cái giao diện của nó các bạn bấm vào nó sẽ hiện là cái mấy cái vòng tròn Elsa này đúng không? Đó, sau đấy là các bạn có thể bỏ qua một cái trang mà nếu mà các bạn vào lần đầu thì sẽ có cái tiếp thị là đăng ký gói Pro. Đó, đăng ký gói Pro xong thì là gì ạ? Là sẽ có cái phần ở đây. Vào đây có cái phần là kiểm tra trình độ này. Thì ngay cái phần ở phía ngay cái dưới dòng kiểm tra trình độ có cái từ điển đấy, cái lúc đấy. Tích vào đó. Rồi, bây giờ thầy đang bận một lớp khác nhé, thầy không thể hoãn thời gian của lớp đấy nó nhiều được. Nên là tí nữa nhé, tí nữa ta sẽ, các bạn comment lên tiếp nhé. Comment lên tiếp này trong quá trình mà bây giờ là mới có 7 rưỡi đúng không? Cứ dành thời gian comment tiếp đi. Tí nữa thầy sẽ chữa cho. Đúng không ạ? Nào, hôm nay xem ta dừng ở phần này đây nhé.